Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ Tolo Vít đến từ nhà sản xuất Vera, một nhà sản xuất nổi tiếng về đồ dụng cụ cầm tay của Đức. Và cái này thích hợp cho những bạn nào thích hoài cổ, Tolo Vít cán gỗ. Chúng ta sẽ bóc ra nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy bên trong rất là đẹp, cán gỗ gồm có 6 chi tiết, 6 chiếc và được bọc cán gỗ. Đây, ta có thể nhìn chi tiết của nó. Đó, được dán tên Vera. Chi tiết này chúng ta có thể muốn lực vặn khỏe hơn, chúng ta có thể cho cờ lê vào đây. Và đây là cái đầu của nó. Các bạn có thể nhìn rõ chi tiết. Và cái này có thể đóng được cái cán, cái tô vít nó được làm xuyên suốt từ đầu đến cuối. Và đây các bạn có thể dùng thanh tô vít đóng được. Nó rất là đẹp. Bạn nào mà thích kiểu hoài cổ ngày xưa, nào thích hoài cổ ngày xưa thì bộ này là bộ lý tưởng. Tôi khá thích bộ này. Nhìn bộ này hiện nay ở thị trường của chúng ta cũng rất khó mua. Các bạn mua thì các bạn phải ship từ Mỹ về. Nên nó có rất nhiều cỡ, nó gồm có 4 cái hai cạnh và 2 cái 4 cạnh. Vera là một nhà sản xuất nổi tiếng về đồ chất lượng rất cao. Tôi thì chỉ thích mua những cái đồ này mà chúng ta chỉ mua một lần thôi. Ta không bao giờ phải nghĩ đến chất lượng của nó. Nó rất chính xác và nó rất khít. Các bạn nếu các bạn dùng nhiều, các bạn sẽ biết là những cái đầu ốc này nếu mà nó không đủ cứng và nó không đủ khỏe thì khi mà ta đặt vào con ốc, ta vặn sẽ không thể vặn con ốc ra được. Không thể vặn những con ốc ra được. Cái này thì nó làm chính xác, độ chính xác cực cao nên chúng ta vặn rất là dễ và nhẹ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy độ chính xác rất là cao và phong cách cổ điển. Rồi, video của tôi đến đây là hết, mong rằng giúp ích được các bạn trong việc chọn lựa các đồ dụng cụ cầm tay có chất lượng rất cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi để đón nhận những video mới nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video sau.